Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì hôm nay như thường lệ là buổi kết phiên của tuần từ ngày mùng 10 đến ngày 14 tháng 9 thì Hùng Lê cùng các cộng sự lại ngồi lại để cùng nhau chia sẻ với tất cả quý anh chị nhà đầu tư tình hình thị trường trong tuần vừa qua cũng như có một số các khuyến nghị cũng như đưa ra một số các cái kịch bản của thị trường trong tuần tới. Thì kính thưa quý anh chị nhà đầu tư, thì hiện tại hai kênh truyền thông cũng như hai kênh tin tức của team đấy là kênh ở trên YouTube, tựa đề của kênh là chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiếc 9, và ở trên group Facebook thì cũng tương tự như thế, chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiếc 9. Thì ở đấy là hai cái kênh của nhóm của team, thì các anh chị ở trên kênh YouTube thì các anh chị có thể subscribe kênh, còn ở trên kênh Facebook thì anh chị có thể đăng ký và tham gia nhóm để có thể tương tác với Hùng Lê và các cộng sự, cũng như có những câu hỏi hay là có những inbox thì chúng ta cùng nhau để trả lời ở trong phiên. Và ngày hôm nay thì cũng là một câu chuyện cũ, nhưng Hùng Lê sẽ xin phép được nói lại, và kể từ video này trở đi thì tất cả những cái gì Hùng Lê đã nói hết ở trong video này thì chúng ta sẽ không nói lại. Thứ nhất đấy là ở trên kênh YouTube thì ở phần comment thì đây là bạn Phượng Phượng, thì cũng thêm một lần nữa mình sẽ nhắc đến bạn. Tại vì sao? Tại vì là có một số các cái vấn đề chúng ta sẽ cần nói ở đây. Các cái comment của bạn thì tôi không có nhắc lại ở trong video này, và kể từ giờ phút này trở đi thì tất cả các comment và các ý kiến trái chiều thì Hùng Lê và các cộng sự xin phép được delete ra khỏi dòng thời gian. Nếu các anh chị đồng hành, đồng quan điểm và cùng nhau về với team để xây dựng một cái cộng đồng các nhà đầu tư, cùng nhau chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm, và cái chính là chúng ta phải cùng quan điểm thì chúng ta mới làm việc được. Còn nếu chúng ta khác quan điểm thì xin kính mời tất cả các anh chị không đồng quan điểm thì xin mời các anh chị hãy về với kênh của mình, hay là hãy về với những gì mà mình đang có. Ví dụ bạn Phượng Phượng, bạn có nói là mình đang chia sẻ những kiến thức ở trên Facebook của chính cá nhân của bạn ấy cho cộng đồng nhà đầu tư. Ok, bạn hãy làm những công việc của bạn, và cộng đồng nhà đầu tư sẽ ghi nhận những cái đóng góp của bạn, cũng giống như tôi. Tôi đang khi tôi làm một bản tin video, không phải là tự dưng mà tôi nghĩ ra được, hoặc là tự dưng trên trời nó rơi xuống, tôi cũng phải tổng hợp rất nhiều các yếu tố của thị trường để cung cấp đến cho nhà đầu tư. Thì đấy là cái quan điểm của tôi, và đấy là cũng là những cái quan điểm của các cộng sự. Thì kênh chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiếc 9 là một kênh quy tụ tất cả những anh chị em đồng quan điểm và đồng đồng nhất về cái cách thức giao dịch cũng như phương pháp giao dịch thì sẽ quy tụ về đây. Còn những anh chị nào thấy phương pháp của team, của nhóm không phù hợp với lại cái quan điểm của anh chị thì xin mời các anh chị chúng ta cũng về, hoặc là chúng ta tự đi tìm những cái kênh khác để coi như là phù hợp hơn với lại cái quan điểm của các anh chị. Và nếu các anh chị vẫn tiếp tục có những quan điểm trái chiều thì Hùng Lê và các cộng sự cũng xin phép là block nick, không thông báo. Đấy là cái câu chuyện mà kể từ giờ phút này trở đi thì chúng ta sẽ không còn tranh cãi cái vấn đề này ở trên kênh, bởi vì mục tiêu của kênh là bàn về chứng khoán chứ không phải là lập lên để có mất những cái thời gian để mà ngồi mà chia sẻ, hoặc là ngồi để mà phân trầm những cái ý kiến của các anh chị. Và Hùng Lê cũng rất là vui khi mà các anh chị tương tác với Hùng Lê hàng ngày, và Hùng Lê cũng nhận được những cái lời động viên của các anh chị cũng như các cô chú. Ví dụ cô Đinh Huệ thì cô cũng có là những cái lời rất là chân thành,
Đấy, thì đây là những cái đánh giá mà của các anh chị, cô chú, anh bạn và anh em bạn bè và tất cả những người đồng nghiệp thì cùng nhau chia sẻ. Và Hùng Lê cũng cần những con người như vậy. Hùng Lê cũng không cần những con người mà suốt ngày là bảo rằng là tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Ok, nếu các bạn đang làm những công việc mang lại những cái kiến thức cho cộng đồng nhà đầu tư, ok, các bạn cứ làm. Còn Hùng Lê và các cộng sự của Hùng Lê trong team thì Hùng Lê vẫn cứ làm đúng theo những gì mà Hùng Lê đang làm cùng với lại tất cả các anh chị nhà đầu tư. Thế thì để bản tin phân tích ngày càng tốt hơn thì Hùng Lê rất mong nhận được những cái ý kiến đóng góp của tất cả các quý anh chị nhà đầu tư cùng đồng hành với Hùng Lê ở team. Thì kể từ bản tin video, đây là bản tin video này trở đi thì là bản tin số 26, thì bố cục của bản tin sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đấy là điểm lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Phần thứ hai đấy là phân tích và nhận định xu thế của thị trường trong tuần tới. Và phần thứ ba đấy là danh mục các cổ phiếu mạnh, các cổ phiếu tiềm năng. Thì trong cái phần danh mục các cổ phiếu mạnh, cổ phiếu tiềm năng thì Hùng Lê sẽ phân tích, sẽ phân thành các nhóm. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái gạch đầu dòng và rất là ngắn gọn, ví dụ như ngành xây dựng thì chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu ABC, ví dụ như thế. Và ví dụ ngành dầu khí thì chúng ta sẽ quan tâm đến cổ phiếu nào và tại sao quan tâm, và điểm mua, điểm bán hay là các cái ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Thì các anh chị sau khi xem xong những mã cổ phiếu nào các anh chị đang quan tâm thì các anh chị có thể inbox trực tiếp hoặc là chat trực tiếp với Hùng Lê qua kênh Facebook. Thì trong tuần vừa qua, tức là tuần từ ngày mùng 10, ok, Hùng Lê sẽ đánh dấu lại ngày mùng 7 ở trên trên này để chúng ta cũng tiện theo dõi. Ok, đây, vị trí Hùng Lê đang đánh dấu vạch xanh đây chính là vị trí kết tuần ngày mùng 7 tháng 9, và tuần mới của chúng ta bắt đầu giao dịch từ ngày mùng 10 đến ngày 14. Thì trong tuần vừa qua thị trường có một phiên tăng điểm rất mạnh mẽ, đấy là phiên ngày ngày 11 tháng 9. Đấy là phiên mà khối ngoại đã mua ròng khoảng gần 500 tỷ và đã đẩy VN Index của chúng ta thoát khỏi cái nền 970, và tích lũy hiện tại thì trong tuần đã tích lũy thành công ở nền 990 điểm, khoảng 990 điểm, tức là kết phiên thì là 991 điểm. Thì trong bản tin video số 25 Hùng Lê có đề cập đến với tất cả các anh chị một ngưỡng hỗ trợ, đấy là ngưỡng 970. Và có hai kịch bản đã được đưa ra, đấy là nếu như việc thị trường chúng ta không tích lũy thành công ở ngưỡng 970 thì đấy là một tín hiệu rất xấu. Và kịch bản thứ hai thì thị trường của chúng ta tiếp tục tích lũy thành công ở ngưỡng 970 thì sẽ tiếp tục đi ngang và tích lũy lại ở vùng 980 đến vùng 985 để công phá ngưỡng 1.000 điểm lần thứ hai. Thì trong tuần thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là những cái bản tin khuyến nghị của Hùng Lê thì khuyến nghị tất cả các anh chị chúng ta cũng giao dịch hết sức là thận trọng, và chúng ta dành thời gian nhiều để quan sát thị trường hơn là mở các cái điểm mua mới. Còn các những anh chị nào mà đã có cổ phiếu, đã có những cổ phiếu ở trong tài khoản, tức là đã có vị thế, thì kịch bản thứ nhất xảy ra là thị trường thủng 970 thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta hạ dần tỷ trọng. Còn nếu thị trường của chúng ta tích lũy thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và quan sát các cái phiên tiếp theo của thị trường. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng trong tuần vừa qua có những phiên đây, ví dụ như là phiên ngày 12 tháng 9 thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là trong phiên thị trường tăng có lúc đã tăng đến 10 điểm và kết phiên thì thị trường giảm điểm. Tức là gì? Ở giai đoạn này nó thị trường rất là nhạy cảm, vì vậy là các anh chị nếu chúng ta đua lệnh hoặc là chúng ta giao dịch mà chúng ta không thận trọng thì rất dễ chúng ta mua phải giá cao. Và một điều cũng dễ nhận thấy, tí nữa Hùng Lê sẽ đi vào chi tiết phân tích từng mã cổ phiếu, cũng dễ nhận thấy rằng là cái biên lợi nhuận của chúng ta trên rủi ro là quá lớn với thị trường hiện tại. Đấy, ví dụ như chúng ta mua đuổi lệnh theo các cái phiên, ví dụ như trong phiên ngày 12 tháng 9 đúng không ạ?
nếu mà chúng ta mua phiên gần sáng hoặc gần 11 giờ hơn thì chúng ta sẽ mua phải giá rất là cao, và cuối phiên thì kết phiên là giá đóng cửa thì phiên thì là thị trường giảm điểm, và thậm chí là hai phiên cuối tuần cũng tương tự như thế, tức là phiên sáng thì giao dịch hết sức là tích cực và hứng khởi, và sang phiên chiều thì thị trường chỉ còn xanh nhẹ. Đấy, thì như thế là chúng ta cũng có thể thấy rằng là thị trường của chúng ta ở giai đoạn hiện tại rất là nhạy cảm, và chính vì thế nên là tất cả anh em ở trong team cũng như các anh chị đồng hành team thì cũng đều được Hồng Lê khuyến nghị là chúng ta hết sức là thận trọng và nắm giữ tỷ lệ tiền mặt tương đối để đảm bảo an toàn cho tài khoản. Và chúng ta cũng biết rằng trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta 10 lệnh mà chúng ta thắng 8 lệnh nhưng chúng ta chỉ sai 2 lệnh thì đôi lúc là tất cả những cái thành quả chúng ta giữ được ở trong 8 lệnh đấy thì chúng ta sẽ mất hết. Vì vậy nên là giai đoạn hiện tại là một giai đoạn hết sức là nhạy cảm của thị trường. Thì để điểm lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu trụ, các cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền. Và ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ dành nhiều thời gian để phân tích một số các cái mã cổ phiếu của ngành ngân hàng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm đến VIX. Đối với VIX hiện tại thì VIX đã thủng ngưỡng 103.3. Đây là một cái ngưỡng hỗ trợ của VIX cũng khá là quan trọng. Và khi thủng ngưỡng này thì khả năng cao cái xác suất mà VIX sẽ giảm giá và chạm về vùng hỗ trợ khoảng vùng giá 82 là rất là cao. Và với những tín hiệu hiện tại thì khả năng tuần tới VIX sẽ đập lại vùng 103, khoảng vùng một giá 103, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát VIX ở phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Còn đối với VIX thì trong nhóm không trong team cũng không tham gia cổ phiếu này, bởi vì chúng ta cũng nhìn thấy được ở giai đoạn hiện tại VIX gần như đã mất hết thanh khoản, và gần như VIX đang có một cái quãng thời gian phân phối đi ngang cũng khá là dài. Vincom gì theo thì cũng hoàn toàn tương tự như VIX, thì hiện tại cái ngưỡng giá hỗ trợ của Vin VRE ở khoảng vùng giá 39.5, vùng giá 39.5 đã thủng, và những cái vận động hiện tại về thanh khoản dòng tiền cũng như xung lực dòng tiền của VRE khá là yếu, thì khả năng cao nếu mà tín hiệu tích cực thì khả năng cao sang tuần thì VRE sẽ chạm lại khoảng vùng giá 39, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục quan sát. Đối với VRE thì những anh chị nào đang nắm giữ thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta xem xét các động thái tiếp theo, còn không khuyến nghị mở mua mới mới. Đối với VHM, VHM là một cổ phiếu mới lên sàn và nó cũng mang tính chất giữ nhịp cho thị trường rất là lớn. Đối với những tín hiệu hiện tại của VHM thì trong ngắn hạn khả năng cao VHM đã tạo đáy ở vùng 104, và sang tuần thì để thị trường bứt phá lên 1.000 điểm thì cũng sẽ cần rất nhiều các mã cổ phiếu mang tính chất vốn hóa lớn và tính chất giữ nhịp, thì chúng ta sẽ cùng chờ VHM ở tuần tới. Và khả năng cao thì nếu với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta sẽ chờ VHM ở khoảng vùng giá 109. Thì đối với cổ phiếu này thì trong team cũng không tham gia, và cũng khuyến nghị tất cả các anh chị chúng ta là các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chúng ta cũng không tham gia những mã cổ phiếu như này, bởi vì là các anh chị nhìn thấy là đây, ví dụ như phiên ngày 31 tháng 8 là một phiên mà chúng ta thấy rằng VHM trong phiên đã có lúc đẩy lên vùng giá 110 và sau đó thì rớt tõm xuống vùng 104, thì như thế cũng là rất là nguy hiểm và rất là thảm khốc. Một cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền đấy là SAB. Đối với SAB, những tín hiệu hiện tại của SAB thì đang khá là tích cực khi mà SAB đã tích lũy khá là chặt ở nền giá 220. Thì với những tín hiệu hiện tại của SAB thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể sang tuần chúng ta sẽ chờ SAB tích lũy và vượt thoát thành công ngưỡng cản trước mắt đấy là ngưỡng 230, và SAB cũng là một trong những nhân tố mà để thị trường của chúng ta vượt ngưỡng thành công 1.000
điểm thì cũng sẽ cần rất lớn đến sự hỗ trợ của SAP. Chúng ta cùng đi các mã cổ phiếu của dầu khí, gas. Đối với gas thì trong rất nhiều các bản tin trước, các anh chị có thể xem lại các bản tin video thì Hùng Lê đã đặt cho target của gas là ở khoảng vùng giá từ 100 đến vùng giá 110. Thì trong tuần vừa qua gas đã đạt đến target mà Hùng Lê đã phân tích. Thì đối với những anh chị đang nắm giữ gas thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ chốt một phần ở cái vùng từ 100 đến vùng giá 110 và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát các cái động thái các cái tín hiệu vận động tiếp theo của gas ở trong phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Và nếu như thực sự gas tích cực thì tối đa thì gas cũng chỉ về được ở vùng giá khoảng 115 ở trong nhịp tăng này, thì như thế là coi như là Hùng Lê sẽ đánh vào đây buy 115. Đấy là cái vùng giá mà khả năng cao thì đến vùng giá 115 này thì gas cũng sẽ có một vài phiên điều chỉnh và tích lũy lại. Thì với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta cũng có thể ra dần gas ở vùng giá khoảng 110 đến khoảng vùng giá 100 100 đến 110. Như thế là cũng đã hoàn thành target mà team và các cộng sự phân tích. PLX. Đối với PLX thì là một mã cổ phiếu trụ mà trong team cũng đã một số các anh chị cũng đã tham gia từ rất sớm. Đấy là các anh chị có thể mở lại các bản tin video phân tích. Đấy là cái vùng giá từ khoảng vùng giá 62. Đấy, đây, khoảng vùng giá 62 thì các anh chị, một số các anh chị trong team cũng đã tham gia được ở vùng giá 62. Và một câu hỏi đặt ra là đối với PLX hiện tại thì chúng ta sẽ hành động ra sao? Thì target của PLX Hùng Lê và đã đặt ra ở vùng giá 75. Tuy nhiên là với một số các tín hiệu hiện tại thì một số các anh chị em đã chốt một phần hoặc chốt toàn bộ PLX ở vùng giá 71. Ở vùng giá 71 khi mà PLX đã tạo thành một cây nến doji ở phiên ngày 12 tháng 9 và sau đó thì đã có một phiên giảm điểm khá là mạnh và khối lượng thì đã đạt trên 1 triệu cổ một phiên. Và khi chốt ở đấy thì khả năng cao thì PLX sẽ về lại vùng hỗ trợ 66.5. Về lại vùng hỗ trợ 66.5 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát PLX ở vùng hỗ trợ này. Và nếu tại vùng 66.5 PLX tích lũy và vượt thoát thành công thì đây mới là nhịp cuối để PLX đánh về vùng target đã đặt, đấy là vùng giá 75. Thì các anh chị chúng ta sẽ lưu ý đến đến cái kịch bản này. Còn trường hợp nếu PLX thủng vùng giá 66.5 khoảng vùng giá 66.5 thì tất cả các anh chị chúng ta nếu đang còn hàng thì chúng ta cũng sẽ xem xét ra để đảm bảo bảo toàn lợi nhuận. Một mã cổ phiếu nữa là PVS. Hiện tại thì chúng ta thấy rằng tín hiệu của PVS khá là mạnh. Tuy nhiên là đối với cây nến của ngày hôm nay thì các anh chị chúng ta cũng lưu ý đấy là PVS đã có một đây có một cây nến xanh gọi là khớp được 100 cổ ở vùng giá 20.7, còn trên thực tế thì không có giá 20.7 cho các anh chị khớp đâu. Và như thế thì PVS trên biểu đồ phân tích kỹ thuật thì PVS đã tạo thành một cây nến ảo, cây nến xanh ảo kéo giá từ vùng 20.7 lên đến phiên đóng cửa là 22.6. Thì đối với hiện tại, những tín hiệu hiện tại của PVS thì đang khá là mạnh vì những mã cổ phiếu dòng P thì đang được hỗ trợ tích cực, khá là tích cực từ thông tin giá dầu thế giới cũng như là thông tin Mỹ cắt giảm sản lượng giàn khoan. Và tiếp theo đây là trung tuần tháng 11 thì Mỹ sẽ áp dụng các lệnh cấm vận lên Iran, dẫn đến là tất cả các nước đang có giao dịch dầu mỏ với Iran buộc phải chuyển sang các nước khác và không được nhập khẩu dầu từ Iran nữa. Thì như thế thì sẽ gây nên những cái xáo trộn nhất định và có thể nguồn cung giá dầu nó sẽ giảm ở trong nửa cuối năm 2018. Và như thế thì các ngành cổ phiếu của dầu khí sẽ được hưởng lợi. Thì những tín hiệu tạo của PVS đang khá là tích cực và PVS đang
có một cái ngưỡng cản trước mắt ở đây, đấy là vùng 22,85. Thì khả năng cao thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát PVS vận động ở trong tuần tới. Thì những anh chị nào chúng ta đang có mã PVS thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta nắm giữ, bởi vì hiện tại tín hiệu của PVS thì cũng khá là tích cực và đang đang rất là đẹp. Một mã cổ phiếu nữa đấy là PVD, thì đối với PVD thì luôn chạy song hành với PVS, và những cái tín hiệu hiện tại của PVD thì cũng đang khá là đẹp, và chúng ta sẽ phải cần chờ PVD vượt thoát được vùng PVD sẽ cần vượt thoát được đây, cái vùng giá này là vùng khoảng từ vùng giá từ 16 đến vùng giá 17,5. Thì lúc đấy thì PVD sẽ có một nhịp tăng mới, nó sẽ thanh thoát hơn rất là nhiều. Thì đối với PVD hiện tại thì chúng ta cũng sẽ không không mở các điểm mua mới với hiện tại, và chúng ta những anh chị nào đang có hàng thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta quan sát các cái diễn biến giá tiếp theo trong tuần tới. Và một mã nữa đấy là BSR. Đối với BSR thì trong tuần vừa qua một số các anh chị trong team cũng đã được khuyến nghị để mở điểm mua quanh vùng giá 17,5, và hiện tại thì kết tuần thì PLX đang đóng BSR đang đóng cửa ở vùng giá 18, và trong tuần tới thì BSR sẽ cần khoảng 3 đến khả năng trong tuần tới thì BSR sẽ cần khoảng 3 đến 5 phiên tích lũy lại quanh nền giá 18 và hấp thụ hết toàn bộ cái lượng hàng của các nhà đầu tư ngắn hạn ở vùng này. Thì BSR sẽ có một cái nhịp tăng mới, và chúng ta sẽ cùng chờ BSR tích lũy ở nền giá 18. Và đối với cổ phiếu này thì Hùng Lê cũng đang đánh giá rất là mạnh, nó mạnh gần như ngang ngửa với PLX khi ở vùng giá 62. Thì đối với các anh chị là chúng ta chưa có hàng BSR thì chúng ta có thể canh mua BSR ở phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới, và vùng giá mà các anh chị có thể canh mua đấy là khoảng vùng giá từ 17,6 đến đến vùng giá 18. Thì đây là một cổ phiếu mà đang khá là mạnh, buy 17,6 đến vùng giá 18. Thì Hùng Lê sẽ viết lên đây để sau này ví dụ các cái bản tin video tiếp theo thì chúng ta cũng có thể xem lại được các cái lịch sử mà chúng ta đã phân tích hoặc chúng ta đã đề cập trong các cái bản tin video ở lịch sử gọi là quá khứ. Các mã cổ phiếu ngân hàng thì Hùng Lê sẽ để cuối cùng, chúng ta sẽ đi Vinamilk. Thị trường cần vượt 1.000 điểm thì những mã cổ phiếu như Vinamilk, SAB cũng là một trong những cái nhân tố quyết định rất là lớn. Thì với những tín hiệu hiện tại của Vinamilk thì Vinamilk đang chuyển từ pha xu thế tiêu cực sang pha xu thế tích cực, khi mà phiên ngày mùng 7 tháng 9 thì đã lấp hết toàn bộ thân nến đỏ của phiên liền trước đó, và ngay sau đó thì có một phiên test tích lũy ở vùng kháng cự break vừa mới vượt qua, và sau đó thì có một cây nến xanh dài đẩy mạnh vượt vùng giá 130. Khi Vinamilk vượt vùng giá 130 thì tất cả những cái tín hiệu tiêu cực thì sẽ chuyển sang một cái tín hiệu khác, đấy là tín hiệu tích cực, và chúng ta cũng thấy được rằng dòng tiền đổ vào cổ phiếu này, đấy là lực cầu cũng đã khá là tốt. Các chỉ báo khác ví dụ đường MACD hoặc là xung lực dòng tiền thì cũng đang có xu thế hướng lên. Thì đối với Vinamilk chúng ta sẽ tiếp tục quan sát Vinamilk ở phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Thì nếu như Vinamilk vượt thoát thành công vùng giá 135 với volume đạt khoảng từ 1,5 triệu cổ phiếu trở lên thì coi như chính thức Vinamilk sẽ có một nhịp tăng mới, và nhịp tăng này thì cũng sẽ song trùng với việc là VN Index của chúng ta công phá thành công ngưỡng 1.000 điểm và hướng đến mốc target 1.020 điểm đến 1.040 điểm. Thì đấy là theo cái thời gian thì chúng ta sẽ cùng phân tích và cùng đánh giá ở
ở từng từng tuần, thì như thế thì nó sẽ được chính xác hơn. BVH Bảo Việt thì đối với Bảo Việt cũng hoàn toàn tương tự như GAP, thì đây là hai mã cổ phiếu trụ mà team đã phân tích từ rất nhiều các bản tin. Đây vẫn còn nguyên, đây là những cái lịch sử của những cái bản tin video trước thì ông Lê vẫn để lại để chúng ta có thể nhìn lại, để xem thử là cái phân tích và cái nhận định của chúng ta đúng hay là sai. Và đối với target, trong rất nhiều bản tin thì ông Lê đã đặt cho target của BVH ở vùng giá 94 đến vùng giá 95. Thì trong tuần vừa qua BVH đã thành công và đã về đúng target của team đã nhận định, tức là vùng giá 94 đến vùng giá 95. Thì đối với BVH hiện tại, những anh chị nào chúng ta đang có hàng thì chúng ta sẽ ra bớt dần ở vùng giá 100. Chúng ta cùng ra bớt dần ở vùng giá 100, bởi vì đến ở vùng giá này thì cũng là cái vùng mà kháng cự rất là mạnh của BVH rồi. Và như thế thì BVH cũng gần như là đã có một cái nhịp tăng rất là tốt, một cái nhịp tăng giá rất là tốt từ vùng giá 72 lên đến vùng giá 100, tức là cũng đã 30 giá. Và một điều chúng ta cũng dễ nhận thấy là hiện tại thì trong nhịp tăng này thì BVH chạy gần như không có vốn. Đấy, thanh khoản rất là kém, nên là chúng ta sẽ hết sức lưu ý điều này. Khi một mã cổ phiếu mà chạy lên không có vốn thì một khi mà cổ phiếu đã rơi thì sẽ rơi rất là mạnh, và như thế chúng ta cũng sẽ không kịp trở tay. Và chúng ta sẽ xem xét, quan sát các tín hiệu tiếp theo thì chúng ta sẽ chốt dần BVH ở vùng giá 100. VDC. Đối với VDC hiện tại thì chúng ta thấy rằng tín hiệu của VDC khá là yếu, Khi mà VDC đã có một phiên giảm rất là mạnh của ngày mùng 4 tháng 9, VDC có giảm một phiên rất mạnh ngày mùng 4 tháng 9, và VDC đã chạm 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 về vùng giá 154, thì VDC đã có hai lần chạm về vùng này và đã không vượt thoát thành công. Thì đối với VDC hiện tại thì chúng ta cần phải quan sát phiên thứ hai và phiên thứ ba ở vùng giá 148. Vùng giá 148 đến vùng giá 149, nếu tại vùng giá 149 mà VRC không tích lũy và vượt thoát thành công thì khả năng cao VRC sẽ có những phiên giảm giá. VRC sẽ có những phiên giảm giá. Và nếu như vùng giá 148 bị phá vỡ thì các anh chị cũng lưu ý giúp Hùng Lê là chúng ta sẽ phải thoát dần để đảm bảo trạng thái an toàn của tài khoản. Đấy là Hùng Lê sẽ ghi vào đây. VG 148 đến vùng 149. Đây là vùng giá hết sức là nhạy cảm của VDC, thì chúng ta sẽ cùng chờ VDC kiểm định lại vùng giá này ở trong phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Và target của VDC ở vùng giá 170 sẽ đạt được khi VDC vượt thoát thành công vùng giá 155 với volume đạt khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cổ phiếu trên một phiên. Thì như thế thì là sau khi mà tích lũy và vượt thoát thành công ở vùng này thì VDC mới về được đến target ở 170. Thì trong quá trình phân tích thì chúng ta sẽ xem các cái tín hiệu để chúng ta đưa ra những cái nhận định tiếp theo. Và chúng ta sẽ đi ba mã cổ phiếu hàng đầu của chứng khoán HCM. Đối với HCM thì những tín hiệu hiện tại của HCM vẫn đang tích lũy quanh biên độ hẹp ở vùng giá từ vùng giá 60 đến vùng giá 63, quanh biên độ hẹp. Và hiện tại thì đã có hai lần HCM của chúng ta chạm vùng 63.3 và đã không vượt thoát thành công ở vùng giá này. Thì đối với HCM, các anh chị chúng ta đang có hàng, chúng ta tiếp tục nắm giữ để quan sát các cái động thái tiếp theo của HCM. Và nếu như HCM vượt thoát thành công ở vùng giá 63.3 với volume đạt khoảng từ 600k trở lên thì target tiếp theo của HCM sẽ đạt về vùng giá 70. Thì khả năng cao trong tuần tới thì HCM vẫn lình xình đi ngang và tích lũy lại cái biên trên. Đấy là cái biên mà từ vùng giá 60 đến khoảng vùng giá 63.
Và đối với HCM thì hiện tại chúng ta cũng không khuyến nghị mở điểm mua mới. SSI. Đối với SSI thì hoàn toàn tương tự như HCM, đấy là SSI cũng đang tích lũy lại vùng biên độ hẹp từ 31.5 đến vùng giá 33. Và chúng ta cũng sẽ phải chờ SSI vượt thoát thành công ở vùng giá 33 chấm 32 32.5, vùng giá 32.5 đến vùng giá 34, thì đây là những cái vùng cản cũng khá là lớn, vùng cản cũng tương đối lớn của SSI, thì khả năng trong tuần tới thì SSI cũng sẽ cần phải tích lũy lại. Và chúng ta cũng thấy rằng ở giai đoạn hiện tại thì SSI cũng mất thanh khoản rất là lớn, với tín hiệu dòng tiền yếu như hiện tại thì cổ phiếu cũng sẽ khó mà tăng mạnh được. Thì với SSI hoàn toàn tương tự, đấy là chúng ta nắm giữ để chúng ta theo dõi các tín hiệu tiếp theo. VND, đối với VND thì trong rất nhiều các bản tin trước thì ông Lê đã đặt target của VND ở khoảng vùng giá từ 25, khoảng vùng giá 25. Tuy nhiên là để đạt được vùng giá 25 thì VND cần phải vượt thoát và tích lũy thành công ở khoảng vùng giá 22.5. Thì hiện tại thì trong tuần VND đã có một phiên tăng mạnh, break ra khỏi vùng 22.5. Tuy nhiên là 3 phiên liền sau đấy thì VND cũng đang test lại ở vùng giá 22.9. Thì đối với những tín hiệu hiện tại của VND thì có hai cách để hiểu, tức là phiên ngày hôm nay, tức là phiên ngày 14 tháng 9 thì VND có một lực chốt khá là mạnh, lực chốt khá là mạnh. Thì chúng ta sẽ phải quan sát tiếp phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Nếu VND vẫn duy trì được trên vùng giá 22.8, vẫn duy trì được trên vùng giá 22.8 thì những tín hiệu đấy được cho là rất là tích cực đối với VND. Tuy nhiên, nếu như VND không tích lũy thành công ở vùng giá 22.8 thì khả năng cao VND sẽ có tiếp những phiên giảm giá. Thì khi kịch bản thủng 22.8 xảy ra thì các anh chị chúng ta cũng xem xét để hạ dần thị trọng để bảo toàn lợi nhuận. Một cổ phiếu nữa là cổ phiếu Man San. Đối với Man San thì đang có những thông tin liên quan đến bán cổ phiếu quỹ vân vân. Những cái thông tin đấy thì Hùng Lê cũng ít quan tâm, Hùng Lê chỉ quan tâm đến cái nội tại là cái bản chất về phân tích kỹ thuật. Thì những tín hiệu hiện tại của Man San thì đang khá là yếu, khá là yếu. Khi mà Man San mất, gần như mất hết dòng tiền, mất hết dòng tiền và xung lực của dòng tiền thì đang có những tín hiệu đi xuống, như thế là những tín hiệu trong ngắn hạn của Man San khá là xấu. Thì đối với Man San thì cũng có một cái vùng giá rất là nhạy cảm ở đây, đấy là vùng giá 91.5. Giá 91.5. Đối với Man San thì anh chị chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát Man San ở vùng giá 91.5 ở phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Nếu Man San thủng vùng giá 91.5 thì các anh chị chúng ta cũng nên xem xét hạ dần tỷ trọng để bảo toàn lợi nhuận. Còn nếu Man San vẫn có những phiên lình xình đi ngang và đóng cửa vẫn lớn hơn giá 91.5 thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta quan sát các cái phiên vận động giá tiếp theo của Man San. Và lưu ý với các anh chị là nếu Man San thủng vùng giá 91.5 với volume khoảng từ 600k trở lên thì chúng ta sẽ nên xem xét hạ dần tỷ trọng đối với cổ phiếu Man San. Chúng ta cùng điểm qua một số các cái cổ phiếu blue chip cơ bản tốt. Z Z là một cổ phiếu về cơ điện lạnh khá là tốt. Tuy nhiên, những tín hiệu hiện tại của Z thì chúng ta cũng thấy rằng trong quãng thời gian gần đây thì dòng tiền tập trung vào Z cũng khá là yếu. Khá là yếu thì đối với Z thì Hùng Lê cũng sẽ nói qua, đấy là với những tín hiệu hiện tại của Z thì Z cũng đang khá là tốt. Những anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ Z thì cũng sẽ tiếp tục nắm giữ, bởi vì với Z thì các anh chị lưu ý giúp vùng Lê ở khoảng cái vùng giá 34 chấm tạ 30 34.5. Nếu cái ngưỡng 34.5 này mà bị phá vỡ thì các anh chị chúng ta cũng sẽ nên xem xét để bán, để hạ bớt tỷ trọng. HPG
HPG cũng là một mã cổ phiếu được team theo dõi từ rất sớm, rất nhiều các bản tin trước. Và đối với HPG thì Hùng Lê cho rằng vùng giá 40, 40 vẫn là một vùng cản tâm lý khá là lớn, khá là lớn. Và tại vùng giá này thì chúng ta cũng chưa nhìn thấy được những phiên giao dịch thực sự đột biến và thực sự tích cực của HPG. Đấy là ít nhất phải đạt được khoảng từ 8 đến 10 triệu cổ phiếu và giá phải break qua cái ngưỡng 40. Thì đối với HPG hiện tại thì các anh chị chúng ta sẽ không mở các điểm mua mới, mà tuyệt đối là không mở các điểm mua mới, và chỉ những ai đang có vị thế của HPG thì chúng ta sẽ quan sát ở phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới xem là HPG có vượt thoát thành công ở vùng giá 40 hay không, thì chúng ta sẽ phải chờ các phiên tiếp theo. Một cổ phiếu blue chip khác đấy là Bình Minh đã được Hùng Lê đề cập đến trong bản tin video số 25. Thì những tín hiệu hiện tại của BMP thì đang khá là tích cực, mặc dù BMP bị quỹ loại khỏi khỏi danh mục đầu tư. Tuy nhiên là thường thường những cái mã cổ phiếu mà bị quỹ ngoại loại thì các nhà đầu tư và các nhà đầu cơ và các nhà tạo lập ở trong nước thì thường sẽ đánh cổ phiếu lên. Thì phiên ngày hôm nay là phiên hết sức là tích cực khi mà Bình Minh đã break qua một cái vùng giá, nếu mà tính dài hạn dài dài thì đây là một cái nền tích lũy mà cũng khá là dài của Bình Minh. Thì ngày hôm nay Bình Minh đã có một phiên giao dịch hết sức là ấn tượng khi mà khối lượng đã đạt được gần khoảng 500.000 cổ phiếu trên một phiên, và có một cây nến xanh dài tăng giá rất là mạnh. Thì đối với Bình Minh hiện tại thì chúng ta cũng các anh chị đã mua thì sẽ bị chậm chân một tí, sẽ bị chậm chân một tí, bởi vì là Bình Minh sẽ gặp cái vùng cản rất là lớn ở khoảng vùng giá từ vùng giá 60 đến khoảng vùng giá 62. Ở đây là một cái vùng cản khá là lớn của Bình Minh. Các anh chị lưu ý là chúng ta cũng không nên đua lệnh theo, và khả năng cao thì sang tuần tới thì Bình Minh sẽ có một vài phiên test tích lũy lại quanh khoảng vùng giá 58.3 trước khi mà hình thành nên một cái trend tăng mới. Thì chúng ta sẽ cùng chờ những cái tín hiệu tiếp theo của Bình Minh. Một cổ phiếu dược Hậu Giang DHG, mã cổ phiếu này thì cũng khá là nhiều các anh chị có chat cũng như có inbox cho Hùng Lê có hỏi là hiện tại thì chúng ta đã bắt đáy được chưa. Và tuần trước thì có một anh đã comment ở trên dòng thời gian, thì đối với DHG thì vùng giá 91.5, vùng giá 91.5 thì hiện tại thì DHG cũng đã tạo nền ở vùng giá 91.5 và đang có những cái tín hiệu đang khá là tích cực, thì có thể là chúng ta sẽ dành một tỷ đồng nhỏ để có thể tham gia cổ phiếu này ở cái vùng giá 91.5 đến vùng giá 92. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến các mã cổ phiếu ngân hàng, bởi vì để thị trường của chúng ta lên 1.000 điểm và thành công thì ngoài những mã cổ phiếu trụ và những mã cổ phiếu blue chip thì chúng ta cũng sẽ không thể nhắc đến các mã cổ phiếu ngân hàng, bởi vì mã cổ phiếu ngân hàng sẽ có những cái mã mà sẽ giúp giữ nhịp cho thị trường và giúp giữ cho tâm lý thị trường khá là tốt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến Vietcombank. Đối với Vietcombank thì cũng đã trong team cũng đã điểm rất là nhiều các bản tin, và gần như tất cả các bản tin thì đều có nhắc đến Vietcombank. Và ngày hôm nay sau 5 tuần chầy chật thì Vietcombank đã đóng cửa ở đúng vùng giá 64. Và với một volume của ngày hôm nay là 2,4 triệu cổ phiếu trên một phiên thì cũng chưa thực sự là tích cực, chưa thực sự là tích cực. Và đối với Vietcombank hiện tại thì các anh chị mà đã mua theo khuyến nghị của team ở các vùng giá thấp ở dưới thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta quan sát các cái động thái tiếp theo của Vietcombank ở tại vùng giá 64. Còn việc ngày hôm nay Vietcombank đóng cửa ở vùng giá 64 là chưa thực sự thuyết phục, tức là đã có những dấu hiệu tích cực nhưng mà để mà thuyết phục thì ngày hôm nay thì Vietcombank chưa hoàn toàn thuyết phục.
Nhưng ít nhất là Vietcombank cũng đã chạm được đến vùng giá cao nhất của 5 tuần giao dịch. Thì với những tín hiệu hiện tại của Vietcombank thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi Vietcombank sẽ break vùng giá 64 đến vùng giá 65. Sẽ break vùng giá 64 đến vùng giá 65 ở trong trong tuần tới để chúng ta đi đến target của Vietcombank ở vùng giá 70. Và cũng đồng pha với thị trường để giúp thị trường của chúng ta vượt ngưỡng thành công 1.000 điểm. BID. Đối với BID, hiện tại BID đã gặp một cái vùng kháng cự đấy là vùng giá từ 34 đến vùng giá 35. Đây là một cái vùng mà team cũng đã đề cập đến cho tất cả các anh chị ở trong các bản tin rất là nhiều các bản tin trước đây, thì các anh chị có thể xem lại. Và tại vùng kháng cự mạnh này thì BID cũng sẽ cần thêm 3 đến 5 phiên nữa sẽ kiểm tra lại cái sức mạnh của BID tại vùng giá 34 đến vùng giá 35. Và nếu như BID vượt thoát vùng giá 35 thì target tiếp theo của BID sẽ là ở vùng giá 37. Sẽ là ở vùng giá 37 thì với những tín hiệu hiện tại của BID thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua thì dòng tiền đang khá là yếu, hiện tại dòng tiền đang khá là yếu. Sau một phiên tăng mạnh thì BID đang có 3 phiên test lại cái vùng vừa mới break, thì những cái phiên test của BID thì đang khá là tích cực thì khả năng cao trong tuần thì chúng ta sẽ chờ đợi 2 đến 3 phiên nữa để BID có thể vượt thoát thành công ở vùng vùng giá 35 để về đến target gần của BID là tại vùng giá 37. Tiếp theo đấy là công thương. CTG cũng là một mã cổ phiếu hàng đầu ngành của ngành ngân hàng, thì chúng ta cũng thấy rằng với những tín hiệu hiện tại của CTG thì tín hiệu về dòng tiền thì đang khá là yếu. Tín hiệu dòng tiền thì khá là yếu. Và với tín hiệu dòng tiền khá là yếu như thế này thì chúng ta thấy rằng là công thương cũng đang sẽ gặp một cái vùng cản rất là lớn, đấy là vùng cản từ 28 đến vùng cản lớn của công thương sẽ là vùng đây, nên sẽ vẽ lại. Vùng cản lớn đến khoảng vùng giá 29.5 đến vùng giá 28. Đây là một vùng cản lớn của công thương, và như thế thì khi mà kể cả là khi mà công thương sẽ chạm lại vùng giá 26 đến vùng giá 27 thì sẽ gặp cái cản lớn, và khả năng tăng giá mạnh của công thương tiếp theo thì cũng sẽ không lợi không không nhiều. Và nếu những tín hiệu hiện tại mà sang tuần mà công thương không tích lũy lại thành công ở nền giá 26, tức là nền giá 27, nếu công thương không tích lũy thành công tại nền giá 27 thì khả năng cao công thương sẽ test lại khả năng cao công thương sẽ test lại ở vùng giá 25.7 đến vùng giá 26. Thì chúng ta cùng theo dõi các tín hiệu tiếp theo của công thương trong tuần tới. MBB. Đối với những tín hiệu hiện tại của MBB thì đối với MBB phiên ngày hôm nay là một phiên khá là xấu khi mà khối lượng giao dịch gần 10 triệu cổ phiếu và giá đã giảm. Và đối với MBB thì hiện tại cái ngưỡng hỗ trợ của MBB ở vùng giá 23.3 đã bị phá vỡ, thì với MBB chúng ta sẽ tiếp tục quan sát phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Nếu trường hợp MBB mà giảm thủng qua vùng 22.3 với volume lớn thì chúng ta cũng sẽ xem xét để hạ dần tỷ trọng của MBB, bởi vì như thế là những cái tín hiệu mà tăng giá mạnh của MBB đã không còn nữa. Ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ dành nhiều thời gian hơn để nói về các mã cổ phiếu ngân hàng. VPBank. Đối với VPBank thì hoàn toàn tương tự như MBB, những tín hiệu hiện tại của VPBank khá là yếu khi mà dòng tiền gần như mất hết thanh khoản, và vùng hỗ trợ về giá của VPBank ở vùng giá 25.6 đã bị phá vỡ, thì như thế sẽ rất là xấu đối với VPBank. Chúng ta cùng điểm qua mã HD Bank.
Đối với HD Bank thì gần như là một mã cổ phiếu ngân hàng cũng mới được lên sàn. Tuy nhiên là trong cả một quãng thời gian thì HD Bank cũng giao dịch khá là trầm lắng. Tuy nhiên những tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy rằng HD Bank đã hình thành nên một kênh xu thế tăng giá mới và cùng lên đánh giá là đang khá là tích cực. Khi mà phiên ngày 13 tháng 9 thì HD Bank đã có một phiên tăng giá mạnh và break qua vùng giá 38. Đây là một vùng giá khá là chầy chật của HD Bank. Thì phiên ngày hôm nay HD Bank tạo một cây nến doji với thanh khoản khoảng tầm 1,7 triệu cổ phiếu, như thế là rất là hợp lý. Và sang tuần tới thì khả năng cao HD Bank sẽ cần từ 3 đến 5 phiên để test lại ở vùng này, ở khoảng vùng giá 39 đến vùng giá 38.5. Đây là vùng mà HD Bank sẽ cần phải test lại ở trong tuần mới 3 đến 5 phiên trước khi mà hình thành tiếp xu thế tiếp theo. Và với những tín hiệu hiện tại của HD Bank thì cũng lên đánh giá khá là tích cực khi mà dòng tiền đã tiếp tục tham gia mã cổ phiếu này. Và một mã cổ phiếu chúng ta cũng không thể nhắc tới một trụ của sàn Hà Nội, đấy là cổ phiếu ACB. Đây là mã cổ phiếu trụ mà giúp dẫn dắt dòng tiền cũng như giúp cho sàn Hà Nội có những cái mức tăng điểm khá là mạnh. Nên sẽ xóa cái này bởi vì cái này là cái target vẽ của cho ACB khi mà ACB chưa chia. Khi mà ACB chưa chia thì sau khi chia thì ACB sẽ giảm giá. Và đối với ACB thì chúng ta thấy rằng trong phiên thì khối lượng giao dịch của ACB khá là lớn và biến động ở trong phiên của ACB cũng rất là mạnh, bởi vì là ACB là một cổ phiếu của sàn Hà Nội và có những phiên trong tuần trước thì ACB giao dịch kém tích cực khi mà trong phiên đã có những phiên tăng trong phiên tăng rất mạnh, nhưng cuối phiên thì có một cái lực cầu bán cũng tương đối là lớn. Đối với ACB thì chúng ta cùng quan sát cái ngưỡng hỗ trợ của ACB ở vùng giá 32.7. Đây là một cái ngưỡng hỗ trợ khá là tốt và khá là tích cực. Thì với những tín hiệu hiện tại của ACB thì ACB cũng sẽ chưa thể tăng mạnh được. Và nếu kịch bản tích cực nhất thì trong tuần tới thì ACB sẽ chạm lại vùng ACB sẽ cần chạm lại ở vùng cận trên, ở khoảng vùng giá 34.5. Đây là vùng mà ACB sẽ cần phải break để vượt qua, và khi ACB phá vỡ được vùng 34.5 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Thì đối với ACB thì một số các anh chị trong team cũng đã tham gia cổ phiếu này, và Hùng Lê đánh giá những tín hiệu hiện tại của ACB thì cũng đang khá là tốt khi mà cái nhịp chỉnh của nếu mà chúng ta xem một sóng lớn thì nhịp chỉnh sóng 2 của ACB cũng đã kết thúc và ACB đang bước vào một cái nhịp sóng 3 lớn. Và đặc điểm của cổ phiếu ACB thì ACB nó đi rất là chậm, nhưng mà những cái bước đi của ACB thì cũng khá là chắc chắn, khá là chắc chắn. Thì đối với mã cổ phiếu này thì cũng khuyến nghị nếu mà những anh chị nào mà đang có nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta tiếp tục quan sát cái vận động giá tiếp theo của ACB. Và cũng còn rất nhiều các mã cổ phiếu khác. À, chúng ta sẽ phải nói đến mã SHB. Đối với SHB thì trong team cũng đã tham gia cổ phiếu SHB này từ những phiên rất sớm, đấy là từ ngày 13 tháng 8, và hiện tại thì SHB cũng đang đi tích lũy đi ngang cũng khá là chặt ở quanh vùng giá 8.3. Và ở vùng giá 8.3 thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị một số các anh chị và tất cả các anh chị ở trong team thì cũng đã tham gia mở điểm mua SAB thêm 50% số định mua tại vùng giá 8.3. Thì đối với SHB thì chúng ta cũng sẽ quan sát ở vùng giá 8.3, bởi vì đây là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt của SHB. Và đối với SHB thì sau những cái nền tích lũy dài
sau những cái nền tích lũy dài và khá là chặt thì chúng ta sẽ chờ đợi những phiên bùng nổ về khối lượng của SHB để chúng ta mở điểm mua hết cho nhịp này. Thì trên đây là toàn bộ phần điểm lại tất cả các mã cổ phiếu trụ, các mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền và đặc biệt là các mã cổ phiếu ngân hàng. Thì chúng ta có thể thấy rằng trên biểu đồ VN Index của chúng ta thì VN Index đã có một tuần giao dịch khá là tích cực. Đây, trên biểu đồ nến tuần thì VN Index của chúng ta đã có một tuần giao dịch hết sức là tích cực khi mà khối lượng thanh khoản dòng tiền được cải thiện và gần như đã lấp hết toàn bộ cái phần giảm giá của phiên tuần trước. Và chúng ta cũng thấy được rằng trong tuần vừa qua thì xung lực dòng tiền cũng đang khá là tốt và hiện tại thì đường MACD cũng đang chuyển dần pha xu thế. Trên biểu đồ Ichikoku thì hiện tại thì trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta cũng thấy rằng là đường giá đang đi vào mây và những tín hiệu khác ví dụ như là chỉ báo ADX thì cũng đang chưa có một tín hiệu chắc chắn để cho thị trường của chúng ta tiếp tục tăng giá mạnh. Tuy nhiên nếu xét ở trên biểu đồ nến tuần, trên biểu đồ nến ngày thì các chỉ số hiện tại đang hết sức là tích cực. Cùng với đó là chúng ta đã đi phân tích các mã cổ phiếu trụ và các mã cổ phiếu ngành ngân hàng. Chúng ta có thể hoàn toàn kỳ vọng một tuần mới sẽ có sự bùng nổ của các cổ phiếu trụ để giúp cho thị trường của chúng ta công phá thành công ngưỡng 1.000 điểm ở trong tuần tới. Và một điều tích cực thứ hai nữa ở trong tuần vừa qua là sau một phiên break mạnh của ngày 11 tháng 9 thì chúng ta đã có liên tiếp 3 phiên tích lũy rất là chặt và rất là sát ở quanh ngưỡng 990 điểm. Và tuần tới cũng sẽ là một tuần hết sức là biến động khi các quỹ ETF, các quỹ đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam sẽ cơ cấu lại danh mục và chốt hợp đồng phái sinh. Thì như thế trong phiên và cũng như trong tuần, cái biên độ dao động của chỉ số VN Index của chúng ta cũng sẽ là khá là lớn và chúng ta cũng phải hết sức là thận trọng. Chúng ta cũng không nên đua lệnh, và quan điểm của Lê là những mã cổ phiếu nào tốt thì chúng ta sẽ mở các điểm mua thăm dò và những mã cổ phiếu nào mà chúng ta đang nắm giữ các cái vị thế thì chúng ta cũng có thể là quan sát để chúng ta có được cái mức chốt lời tốt nhất cho các mã cổ phiếu của mình. Còn đối với chỉ số HNX Index thì cũng hoàn toàn tương tự. Ở trên biểu đồ nến ngày thì HNX Index của chúng ta cũng đang hết sức là tích cực. Và với sự đồng thuận của cả VN Index và HNX Index thì khả năng tuần tới thì HNX Index sẽ về cái target đầu tiên mà team đã đề ra ở trong rất nhiều các bản tin trước. Đấy là khoảng vùng giá 115, khoảng vùng 115 đến 116. Và chúng ta cùng xem ở trên biểu đồ các cái chỉ báo của Ichikoku thì chúng ta thấy rằng là đang rất là tích cực và chỉ báo ADX thì cũng đang cho một xu thế đi lên của chỉ số HNX Index. Tổng quan lại thì thị trường trong tuần tới chúng ta sẽ có hai sự kiện đáng chú ý, đấy là sự kiện cơ cấu của các quỹ đầu tư nước ngoài và chốt hợp đồng phái sinh, kèm theo đó là các yếu tố về thế giới, yếu tố về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Vùng lên đánh giá tuần tới thì với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta có thể hoàn toàn kỳ vọng rằng trong tuần tới thị trường của chúng ta sẽ công phá thành công 1.000 điểm. Và đến hiện tại thì bản tin video của chúng ta cũng đã khá là dài, 54 phút. Và phần 3 thì Hùng Lê đang muốn điểm lại một số các mã cổ phiếu mà team đã up lên ở trên group Facebook của team.
một số mã đây, đây là trên trên đây trên group. Nhưng mà khả năng là bản tin video của chúng ta cũng đã khá là dài. Thì cái phần này nếu các anh chị nào có những thắc mắc hoặc có những comment thì anh chị có thể inbox trên trang Facebook của team để Hùng Lê có thể giải đáp cho các anh chị. Và Hùng Lê sẽ điểm qua nhanh một số các mã cổ phiếu có tín hiệu dòng tiền và các mã cổ phiếu cũng khá là mạnh mà các anh chị cũng rất nhiều nhà đầu tư quan tâm ở trong tuần vừa qua. Đấy là các cái mã liên quan đến ngành dệt may TNG. Thì TNG thì trong các cái bản tin trước thì các anh chị có thể xem lại lịch sử trong dòng thời gian. TNG đã có mở một điểm mua hết và điểm mua gom. Đối với những tín hiệu hiện tại của TNG thì Hùng Lê đánh giá khá là tích cực khi mà sau những quãng thời gian cạn kiệt về dòng tiền thì TNG đã có một nhịp tăng mới cũng rất là mạnh. Thì hiện tại đối với TNG thì TNG của chúng ta sẽ đang đang chạm TNG của cha đang chạm vùng kháng cự mạnh, đấy là vùng 13.13.3. Thì là vùng kháng cự mạnh, thì tại vùng kháng cự này thì anh chị của chúng ta cũng có thể xem xét để ra dần TNG ở vùng giá 13.2 đến vùng giá 13. Thì ở vùng này là một cái vùng mà chúng ta cũng đã có một mức sinh lời khá là tốt. TCM, đối với TCM thì ở vùng giá 22. Các anh chị có thể lật lại dòng thời gian thì ở vùng giá 22 thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị tất cả anh chị mở điểm mua. Thì đối với TCM hiện tại thì đang khá là mạnh khi mà đường giá đã sắp chạm vào vùng kháng cự, đấy là vùng 27. Vùng giá 27 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát TCM phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Khả năng cao khi chạm về vùng 27 thì TCM sẽ có 1 đến 2 phiên điều chỉnh, và nếu mà trong nhịp này TCM mà mạnh thì TCM sẽ đánh về vùng đỉnh cũ, đấy là khoảng về vùng giá 30. Thì các anh chị có thể những anh chị nào chúng ta đang nắm giữ TCM thì chúng ta sẽ quan sát ở các cái phiên tiếp theo để chúng ta có thể có được những cái hành động theo cái xu thế chung của thị trường cũng như theo xu thế chung của cách vận động giá của cổ phiếu. Còn đối với TCM hiện tại thì khuyến nghị là chúng ta tuyệt đối không tham gia cổ phiếu này nữa. Đối với cổ phiếu ngành dầu khí thì chúng ta Hùng Lê đã hồi nãy đã phân tích, đấy là cổ phiếu BSR. BSR đây là một mã cổ phiếu mà được Hùng Lê đánh giá rằng mạnh gần tương tự như đối với cổ phiếu PLX. Tại vùng giá 62, tại vùng giá 62. Đấy, tại vùng giá 62 thì đối với BSR cũng hoàn toàn tương tự như PLX. Thì hiện tại thì BSR đang có những cái phiên test tích lũy rất là đẹp quanh ngưỡng từ 17.6 đến 18. Thì đối với các anh chị mà chưa có hàng thì chúng ta có thể xem xét ở phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. DHG thì lúc nãy Hùng Lê cũng đã phân tích rồi. VCS hiện tại có một mã cổ phiếu mà khá là tốt, đấy là cổ phiếu vừa mang tính chất cơ bản nhưng mà cũng mang một và cổ phiếu này thì cũng có một cái đường đi rất là đường đường khi mà cổ phiếu đã bước vào một cái trend tăng giá mạnh thì cũng có những cái đường đi rất là chắc chắn. Và đối với hiện tại cổ phiếu VCS thì đã đường giá đã nằm ở trên kênh, nằm trên một cái kênh xu thế tăng giá dài hạn, và ngưỡng hỗ trợ là 88.6 thì hiện tại là không, xin lỗi các anh chị, là ngưỡng hỗ trợ của 87.2 ngưỡng hỗ trợ của VCS hiện tại ở vùng giá 87.2 thì đã vượt qua, và chúng ta cũng thấy được là dòng tiền đang quay trở lại cổ phiếu VCS trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Và tín hiệu của ngày 22 tháng 8 đã cho một tín hiệu tăng giá mới của VCS. Thì đối với VCS hiện tại thì trong team một số anh chị của chúng ta cũng đã tham gia. Còn đối với những anh chị nào mà chúng ta chưa có VCS thì chúng ta có thể canh
sẽ có thể canh VCS sẽ có 1 đến 2 phiên sẽ test lại ở vùng 92.5, thì tùy từng mức độ rủi ro thì các anh chị có thể xem xét đối với mã cổ phiếu này. Bình Minh thì đã phân tích rồi. Hai mã cổ phiếu về bất động sản cũng đang khá là tốt, đấy là KDH. Đối với KDH thì tín hiệu mua của KDH đã phát đi ở ngày 24 tháng 8, tuy nhiên là để tín hiệu được gọi là chắc chắn nhất, đấy là tín hiệu của ngày 31 tháng 8, thì KDH đã có một phiên tăng giá rất là mạnh và đã có 3 phiên test và sau đó thì hình thành nên một cái nhịp tăng mới. Và đối với KDH thì hiện tại thì cũng đã chạy được một cái nhịp khá là dài, thì khả năng cao thì khi KDH sẽ chạm về vùng giá 35, 34 đến 35, khoảng một giá 35 thì KDH sẽ có một vài phiên test tích lũy tại vùng này khi mình thành nên một trend xu thế mới. Nhà Đà Nẵng, đối với nhà Đà Nẵng hiện tại thì chúng ta cũng thấy được rằng là dòng tiền đang được đổ vào cổ phiếu này khá là lớn, và hoàn toàn tương tự thì ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của nhà Đà Nẵng ở vùng giá 13.5 thì đã được vượt qua, và với những tín hiệu hiện tại của KDH sau những phiên tăng mạnh thì KDH đã đang có những cái phiên test lại ở vùng giá 14.5, thì chúng ta sang tuần chúng ta sẽ chờ KDH 1 đến 2 phiên để vượt thoát thành công vùng giá 15 với volume đạt khoảng từ 300 đến với volume đạt khoảng từ trên 1 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì như thế thì chính thức là Đà Nẵng cũng đã bước vào một cái kênh xu thế tăng giá mới. Một cổ phiếu cao su PHR, đối với PHR cao su Phước Hòa thì đây là một mã cổ phiếu các anh chị cũng có thể thấy rằng đường đi khi mà cổ phiếu này tăng giá mạnh thì cũng có những cái mức tăng rất là lớn, và đường đi của sóng thì cũng khá là dài. Thì tín hiệu ngày hôm nay thì đang cho chúng ta một tín hiệu khá là tích cực, tuy nhiên là cái vùng kháng cự lớn của PHR ở đây được tạo ra cũng tương đối là lớn, đấy là khoảng vùng giá từ vùng giá 26 đến vùng giá 27. Và với những anh chị nào chúng ta đang còn nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ chờ các phiên để chúng ta có thể chốt lời ở một cái mức cao hơn. SKG, đối với cổ phiếu SKG, đây là một mã cổ phiếu mà khá là cơ bản khi mà gần đây thì các cổ đông lớn của SKG liên tục bán ra, và SKG cũng dính dáng đến một số các cái vụ liên quan đến thuế má, nên là SKG cũng đã có một cái mức giảm tương đối mạnh từ vùng giá 55 về đến vùng giá 20, tức là cũng mất lớn hơn 50%. Và tại vùng giá 20 thì SKG đã có một cái nền tích lũy cũng khá là tốt, thì khả năng cao hiện tại với những tín hiệu hiện tại khá là tích cực của SKG thì SKG đang bẻ gãy hoàn toàn một kênh xu thế giảm giá và đang hình thành nên một trend xu thế tăng giá mới. Và phiên phiên ngày hôm nay phiên ngày hôm qua chính thức là phiên ngày hôm qua thì SKG đã break ra khỏi một kênh đi ngang, đấy là tại đã break qua vùng giá 23 và hình thành một kênh xu thế tăng giá mới. Thì với những tín hiệu hiện tại của SKG thì đang hết sức là tích cực. Nếu những anh chị nào chúng ta đang có nắm giữ hàng thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, và chúng ta sẽ chờ SKG về đến khoảng vùng giá 28, về đến vùng giá 28. Khả năng cao thì trong với mức lực đánh mạnh như thế này thì trong nhịp đánh này thì SKG sẽ về vùng giá 28, và từ vùng giá 28 thì chúng ta sẽ quan sát các cái động thái tiếp theo của SKG.
để chúng ta có thể phân tích, và nếu mà chúng ta tham gia thì chúng ta sẽ chờ đến lúc SKG về vùng giá 28 và hình thành nên một cái nền tích lũy mới và một trend xu thế tăng giá mới, thì chúng ta lúc đó thì chúng ta sẽ tham gia cổ phiếu này. Còn đối với hiện tại thì điểm mua của SKG thì đã hết điểm mua. Đã hết điểm mua. Nếu mà những anh chị nào mà điểm mua sớm thì sẽ là ở ngày 20 tháng 7, nhưng mà thường những điểm mua này thì rất là khó để chúng ta có thể tham gia. Còn điểm mua gần nhất là ngày 12 tháng 9. Đấy, thì với những anh chị đã mua được ở những phiên ngày 12 tháng 9 thì điểm mua này thì rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta sẽ mua được ở phiên này, và như thế thì là hiện tại thì cũng đang có một mức tăng khá là tốt. Hai cổ phiếu đầu cơ MST cũng đã được nhắc đến ở trong dòng thời gian trên Facebook cũng như trên kênh YouTube. Thì đối với mã cổ phiếu MST, đây là một mã đầu cơ thì chỉ thích hợp cho những anh chị em nào mà chúng ta yêu thích đầu cơ. Còn Hùng Lê cũng sẽ dành một phần tỷ trọng vừa phải để có thể tham gia mã cổ phiếu này. Thì đối với mã cổ phiếu này thì Hùng Lê đã mua ở vùng giá 4.7 và sau đó thì đã chốt ở vùng giá 6. Ở vùng giá 6 thì 1.300 trên 6 trên 4.7 thì các anh chị có thể tự tính toán được cái mức lãi suất đối với các mã cổ phiếu đầu cơ. Và hiện tại thì sau khi mà đã chốt xong thì chúng ta sẽ lại chờ MST về ở vùng giá 4.7, thì chúng ta sẽ quan sát cái cách vận động giá ở vùng giá 4.7 đến vùng giá 5 thì chúng ta có thể tham gia lại dành cho các anh chị yêu thích đầu cơ. ART hoàn toàn tương tự, đấy là ART, thì ART đã có một cái nền tích lũy ngang khá là dài sau khi mà ART giảm giá. Đây, các anh chị cũng có thể thấy rằng ART đã có một nền tích lũy quanh vùng giá 8 và đến vùng giá 7.3, 7.4 khá là siết chặt, và sau đó thì phiên ngày hôm qua đã có một phiên break mạnh với khối lượng mạnh. Thì đặc điểm của cổ phiếu ART thì chúng ta cũng thấy là đánh rất là phũ, tức là những cái phiên tăng rất mạnh và sau đó thì đây cũng những cái phiên co giật và sau đó thì những cái phiên rơi cũng rất là mạnh. Thì hiện tại thì một số anh chị em yêu thích đầu cơ thì ngày hôm qua đã cùng với Hùng Lê đã tham gia cái ART ở quanh vùng giá 7.7 đến vùng giá 7.8, và hiện tại thì đang có một mức lời khoảng gần 10%. Thì đối với những anh chị đã nắm giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục để quan sát tiếp ART ở phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Thì khả năng cao với lực đánh như hiện tại thì ART sẽ chạm về vùng giá 10. Sẽ chạm về vùng giá 10 ở trong tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Và đối với mã MST và ART thì sẽ không khuyến nghị cho các anh chị mà không yêu thích dòng đầu cơ, bởi vì những mã cổ phiếu này thì khi tăng rất mạnh và khi giảm cũng rất là mạnh. Hiện tại video của chúng ta cũng đã khá là dài, bởi vì ngày hôm nay thì cũng khá là nhiều vấn đề giải quyết, và đến đây thì Hùng Lê sẽ xin phép được dừng video tại đây. Và tuần tới thì các anh chị lưu ý một số các vấn đề Hùng Lê đã đề cập ở trong video, và tuần tới thì cũng rất là kỳ vọng thị trường của chúng ta với những mã cổ phiếu blue chip, những mã cổ phiếu mang tính chất trọng dẫn dắt dòng tiền và đặc biệt là ngành ngân hàng sẽ giúp thị trường của chúng ta công phá thành công ngưỡng 1.000 điểm. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư luôn luôn thành công và luôn đồng hành cùng với team. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.